Chào các bạn, video này mình sẽ review về dự án ICO, đó là ICO BitonChat. ICO này thì có trong web chính thức của mình, đó là bitonchat.com. Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào trang web để tìm hiểu thêm thông tin về dự án của chúng tôi. Trong dự án của chúng tôi thì chúng tôi có giới thiệu về khái niệm này, nội trình phát triển của dự án, cách thức hoạt động của dự án, về việc mã thông báo chat và các giai đoạn cross sell, lộ trình phát triển, đội ngũ phát triển. Đây là một dự án thay đổi trò chơi cá cược thể thao, được đặt cược trong trận cho mọi người. Các bạn có thể chơi bản demo tại đây và xem video giới thiệu về dự án, về bản dự án cũng như là game tại đây. Còn đây là bản white paper của dự án, các bạn có thể kích tại đây để tìm hiểu thêm ngôn ngữ của người Nga. Và hiện tại thì chương trình ICO sẽ kết thúc sau 12 ngày và 10 giờ tới. Và dự án của chúng tôi được đánh giá cao bởi Check ICO, đánh giá 4,6 điểm. ICO Top đánh giá điểm A. Trong khoảng được đặt cược trên bảng xếp hạng là một nền tảng truy cập kết hợp với cá cược thể thao có lãi cao trong trận đấu với động lực của trận đấu trực tiếp. Với công nghệ hiện đại với những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực AI cho phép chúng tôi tạo ra một trận đấu bóng đá dưới dạng biểu đồ di chuyển lên tục hoặc là xuống theo tình hình hiện tại. Trong khi cá cược thông thường thì xoay quanh kết quả của trận đấu, chúng tôi có cơ hội đặt cược nghĩa đen theo mọi thứ đang xảy ra trong trận đấu trực tiếp bằng cách đưa ra quyết định tại đây. Điều đó bao gồm các mục tiêu vượt qua, giải quyết, ném, tấn công và phạt. Và làm thế nào để nó hoạt động thì thứ nhất, dữ liệu đối sánh trực tiếp nhận được từ hàng trăm tuyển trạch viên cũng như là các nguồn khác được phân tích kỹ lưỡng bằng các thuật toán đặc biệt của chúng tôi. Hai, điều thị với sự giúp đỡ của thuật toán Deep Learning. Hệ thống của chúng tôi được xây dựng biểu đồ để thể hiện lợi thế của một hoặc là một nhóm khác mỗi lần chuyển đá hoặc là quyết đấu với biểu đồ lên xuống, tùy thuộc vào nhóm hoặc là thực hiện hành động. Thứ ba, cược. Người dùng đặt cược các cách chọn hướng, kích thước hoặc là không thời gian, bạn có thể điều chỉnh và đặt cược bằng một ngón cái. 4. Về việc khoản thanh toán thì người chiến thắng sẽ nhận được khoản thanh toán trong suốt trận đấu mà không phải chờ kết thúc. Trong chế độ single player, người chơi dùng với tỷ lệ cược cố định đối với cược, trong khi multiplayer, tỷ lệ cược là tăng đối với một hệ thống hồ bơi. Các bạn có thể kích tại đây để thử bản demo của dự án. Hệ thống này chính xác đến mức nào thì gồm có đội và số liệu thống kê chơi, cộng với lại người theo dõi trực tiếp cầu thủ và bóng đá và tỷ lệ cược trong trận đấu, dẫn đến xây dựng biểu đồ. Độ chính xác cao để thể hiện chi tiết về trận đấu, bất kỳ một xảy ra trên sân đấu ảnh hưởng đến biểu đồ. Hệ thống phát triển hiện nay cả những sự kiện không đáng kể để vượt ra khỏi mắt người xem. Bên cạnh đó thì chúng tôi đã có nhiều cơ chế chỉnh tốt, tăng cường chính xác hơn nữa. Họ tham gia trong số những thứ khác, số dữ liệu thống kê, đội bóng và cầu thủ bóng đá, theo dõi trực tiếp cầu thủ với dòng cược khác và tỷ lệ cược trong trận đấu của họ. Ưu điểm so với lại cá cược cổ điển thì gồm có: thứ nhất, năng động và liên quan. Người dùng không cần phải suy nghĩ về tỷ lệ cược, cược với kết quả gần như ngay lập tức. Gamification. Mã thông báo. Chúng tôi đang sử dụng blockchain để phát hành mã thông báo tiện ích ARC20, được gọi là chat. Nó sẽ cho phép sử dụng chủ yếu với lại một loại tiền tệ trong trò chơi tính năng trao đổi. Các bạn có thể tìm hiểu thêm và tải xuống bản trình duyệt tại đây. Tại sao chúng ta lại cần blockchain? Thì thứ nhất, với các tính năng đặc điểm vượt trội như là ưu đãi, minh bạch, công bằng, tất cả các điểm biểu đồ đang được lưu trữ trong blockchain giúp loại bỏ gian lận. Thứ hai, theo dõi cược, bạn có thể xem tất cả các cược đã từng được thực hiện và không cần tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân của người đặt cược. Hợp đồng thông minh hỗ trợ logic trò chơi, tính toán thanh toán chuẩn trong multiplayer và giao dịch trung gian được bảo vệ hoàn toàn miễn phí. Với các công nghệ liên quan, Radeon và Plasma sẽ giúp tôi cắt giảm đáng kể thời gian xử lý các giao dịch trên nền tảng và tạo chuỗi con riêng cho chúng tôi để xử lý các hợp đồng thông minh hiệu quả hơn, cũng như là lưu trữ dữ liệu cá nhân trong một số cái duy nhất để đánh giá. Và các bạn có thể tải xuống mặt trình duyệt tại đây. Hiện tại thì chúng tôi đang ở trong giai đoạn cross-sell. Giai đoạn thứ nhất, giai đoạn pre-sell đã kết thúc. Giai đoạn thứ hai bắt đầu từ One Corp và từ ngày 14 tháng 6. Tiếp theo giai đoạn triển khai trực tiếp dữ liệu từ ngày 20 tháng 7.
Hiện tại đang ở trong giai đoạn chung kết World Cup bắt đầu sẽ kết thúc trước đám đông và ngày giai đoạn kết thúc Crucial End. Với token thông tin token thì iCrowdshop là sóc sóc cạp là 50 Ether, hóc cạp là 50.000 Ether. Còn đây là lộ trình phát triển của dự án của chúng tôi, là lộ trình dự án bắt đầu phát triển từ năm 2017, phát triển cho đến hiện tại và sẽ kết thúc trong năm 2019. Trong suốt giai đoạn ICO, chúng tôi sẽ đến thăm các thủ đô bóng đá lớn với một loạt các sát sâu để tìm hiểu các diễn đàn màn hình trực tiếp với các hình ảnh trò chơi của chúng tôi. Và đây là cả đội ngũ của chúng tôi, các thành viên trong đội ngũ của chúng tôi. Còn đây là các thành viên đội ngũ cố vấn của dự án. Và đây là các đối tác truyền thông của chúng tôi như là ICO Holder, Check ICO, ICO Alex, Insider, vân vân. Các bạn có thể thấy, các bạn có thể tham gia với chúng tôi với mở đầu trận bóng và nhận tiền thưởng bằng cách để lại họ tên, địa chỉ email, địa chỉ Telegram và số tiền đầu tư của bạn. Và đây là cách chọn loại hình tiền tệ và sử dụng cái ứng dụng của chúng tôi để tham gia với dự án. Và các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin bằng cách trò chuyện với chúng tôi trực tiếp tại đây để tìm hiểu những thắc mắc của các bạn. Hiện tại thì video của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.